Video ngày hôm nay Phúc xin giới thiệu cho quý anh chị một căn nhà nhỏ của một ông anh mới vừa gửi cho Phúc bán để về quê. Căn nhà của chúng ta có diện tích chiều ngang là 3m và chiều sâu là 6m, thiết kế một trệt một lầu, gồm một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ nằm trên lầu. Hình thức mua bán là công chứng quy bằng và được anh chủ gửi bán với giá là 870 triệu. Giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ. Căn nhà của chúng ta thì xây dựng 100% trên đất thổ cư, đất sạch và có giấy phép xây dựng. Về vấn đề pháp lý thì quý anh chị có thể yên tâm, một căn nhà nhỏ với một mức giá khá là mềm, rất là thích hợp với những đôi vợ chồng mới cưới muốn ra riêng. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp căn nhà, sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Đây là không gian tầng 1, chúng ta có hai phòng ngủ phía trước và phía sau. Vị trí căn nhà là cách trục đường chính Hà Huy Giáp khoảng 100m và cách trục cao đẳng điện lực là 500m và về sân bay là khoảng 20 phút đi xe máy. Video review căn nhà 3x6 xây dựng trên đất thổ cư, giấy phép xây dựng, được chủ chào bán với giá 870 triệu. Của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về nhà và đất ở quận 12.